Rồi tự nhiên đang đang like cái nó bị văng ra mất tiêu nên phải bấm lại, trời ơi thiệt tình luôn. Đây bây giờ em đi làm lại nha. Tự nhiên hello, ai đang coi đấy? Ai đang coi comment xuống cho em đến số 1 nhá. Chị nào đang coi comment xuống cho em đến số 1. Rồi ngày hôm nay á, chị nào mà muốn em Lý chia sẻ về cái phương pháp nâng cơ xóa nhăn điều trị nám tại nhà thì ở lại đây với em Lý nhá, đừng đi đâu hết ạ. Đây em Lý sẽ chia sẻ lên qua trang cá nhân và gửi, và cũng như là gửi gửi tin nhắn cho mấy chị khách quen á. Mấy chị khách có dặn em Lý đó là buổi tối livestream thì thông báo cho chị ấy một câu để chị ấy có thể vô xem được. Trời ơi, mạng nó chán quá các chị ạ. Bây giờ là em sẽ bắt đầu làm đẹp nhé. Này các anh chị thấy không, cái vết thâm của em Lý ngày hôm nay nó đã mờ đi rất là nhanh, rất là hiệu quả luôn. Lưu video nè, đó xong rồi là xem chung. Cái mạng nó yếu ơi là yếu luôn nhá. Cái cuốn sách này, trời ơi ngày hôm nay em đọc cái cuốn sách này nó rất là hay luôn, hay dã man luôn. Cái về cái cuốn sách là Vũ Điệu Làn Da các chị ạ. Nó chuyên nói về cái phương pháp mà mình luyện tập cái tập thể dục cho cái cơ mặt của mình tại nhà đó, để cho mình không gặp tình trạng là nhăn nheo chảy xệ, nói chung là tình trạng lão hóa đấy các anh chị nhé. Còn ví dụ như mà ai đã gặp tình trạng là lão hóa da nhăn nheo chảy xệ rồi thì các anh chị mình sẽ dùng cái phương pháp này để mà mình cải thiện lên, mà không cần phải đi ra spa hay là không cần phải tốn nhiều tiền vào phẫu thuật thẩm mỹ nâng cơ. Đó là cái phương pháp này, nó là như vậy anh chị nhé, nó rất là hay luôn. Không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ nâng cơ, mình ở nhà mình tự luyện tập thể dục cho cái cơ mặt của mình là cho nó sẽ... Ủa sao đâu vậy ta? Mình ở nhà mình tự luyện tập cho cơ mặt của mình. Còn ngày hôm nay là một ngày mà em Lý sẽ làm đẹp. Em làm đẹp thì em sẽ cũng muốn lên chia sẻ luôn. Trời ơi, một ngày em mà không lên chắc em không chịu được mất. Một ngày em mà không bật máy lên để mà em trò chuyện với các chị ít nhất một lần là em nghĩ là em không chịu được mất các chị ạ. Nhớ lắm luôn á, nhớ các chị rất là nhiều. Ok, em đã làm xong. Hello, ai đang coi đấy ạ? À, anh chị nào đang coi? Chắc là các chị đúng không? Các chị đang coi thì comment xuống cho em Lý số 1 nha. Và hôm nay thì em Lý gọi là làm đẹp thôi à. Em Lý chia sẻ với các chị thôi. Bởi vì em mà không lên thì em sẽ rất là nhớ mọi người. Nên là em làm đẹp em cũng muốn lên luôn. Em cũng muốn lên em chia sẻ luôn. Với lại thực ra thì cũng có một số chị khách hàng bên em ấy thì cũng có nhận được một số cái sản phẩm của em. Thì tiện đây em lên để em chia sẻ với các chị luôn ha. Trời ơi, cái thủ tục của em Lý á, trước khi mà livestream là nhiều lắm. Fanpage này. Ok, trời ơi. Hello, hello chị Liêu Võ. Nãy giờ bây giờ mới xong. Nè, da em đang bị thâm do mụn này. Hôm trước anh chị sẽ thấy rất là rõ đúng không? Nhưng hôm nay nó đỡ đi nhiều rồi đấy các chị. Yêu em mụn sâu, chót mụn mụn.
Xin chào, ai đang coi thì comment xuống cho em lý số 1 nha. Em đang lại xin nè chị. Em sẽ gửi tin nhắn cho mấy chị khách quen ạ. Hôm qua vừa xài, mấy em mình chị bấm vào xem và trò chuyện với em nha. Hello, hello, ai đang xem thì comment xuống cho em lý số 1 nhé. Xong rồi đấy, thủ tục khi trước khi livestream của em là xong rồi đấy. Trời ơi, các chị biết không, trước khi em livestream là em sẽ phải, thứ nhất đó là em, bởi vì hiện tại là em Lý đang phát live ở trên fanpage đó, thì em muốn là trên fanpage này thì lúc trước thì em toàn phát live trên trang cá nhân thôi, nhưng trên trang cá nhân thì em sẽ không có hỗ trợ được nhiều người ấy, chưa kết nối là nhắn tin, toàn là tin nhắn trời thôi, nên là em nhắn vào fanpage, em live trên fanpage như thế này thì em sẽ hỗ trợ được tất cả mọi người nhá. Đó, nên là em mới live trên này thì rất là ít các chị biết được, nên là em, thứ nhất đó là em chia sẻ lên trên trang cá nhân này, rồi em gửi tin nhắn cho một số chị khách hàng quen này, đó, thủ tục trước khi livestream của em nhiều lắm. Rồi, các anh chị nào mà đang xem livestream thì comment xuống cho em lý số 1 nha, ok chưa? Comment xuống cho em lý số 1 để em sẽ chào lại các anh chị nhé. Thì ngày hôm nay đó, thì em Lý sẽ, như mọi ngày thì em sẽ trò chuyện một cái gì đó đúng không? Nhưng ngày hôm nay thì em có làm đẹp nữa. Đó thì, nhưng cái làm đẹp của em không phải là chăm sóc da bình thường, mà cái làm đẹp của em ở đây đó là em, nghĩa là em làm một cái nâng cơ xóa nhăn tại nhà luôn. Đó, các chị theo dõi nhé, chị nào mà tò mò quan tâm thì theo dõi nha. Cái của em thì em sẽ làm bằng bằng máy rửa mặt và máy nâng cơ. Nhưng hiện tại thì em Lý đang nghiên cứu cái cuốn sách này. Đây là cái cuốn sách Vũ điệu làn da nhá. Đó, hay lắm luôn ý. Nó ghi ở đây đó là phương pháp trẻ hóa làn da không tốn một đồng của hàng triệu phụ nữ Nhật. Bởi vì hiện tại thì em đang làm trong cái ngành trẻ hóa da, nhưng em thấy được rằng là không phải ai cũng có cái cơ hội hay là có cái gọi là cái điều kiện đó để mà có thể dùng được những cái sản phẩm mà em đang phân phối. Nhưng trong khi thì em muốn giúp tất cả mọi người. Vậy nên nếu như hiện tại thì em đã đang giúp được rất là nhiều chị nhờ cái phương pháp thải độc cà phê rồi, rất là tiết kiệm và đạt được rất là nhiều cái hiệu quả luôn, sức khỏe tốt hơn này, đầu óc minh mẫn hơn, làm việc tập trung hơn này. Những chị mà đang gặp về vấn đề tiêu hóa thì thôi trời ơi, mừng như vớ được vàng luôn ý, thích dã man. Đó, rồi là da của các chị đẹp lên. Ngày hôm qua có một chị chia sẻ với em là chị thấy là nám nó trạng thái à, 12 phút trước. Đó, một ngày hôm qua thì có một chị chia sẻ với em đó là làm thải độc cà phê 22 ngày nhưng thấy cái đốm nám và cái đốm tàn nhang của chị nó đã gom lại rồi. Đó, thật sự rất là vui luôn. Thì cái phương pháp thải độc cà phê ấy, các anh chị, nếu như mà ai mà mình đang gặp tình trạng mà đây chị vô xem lại nha chị. Đó, cái phương pháp thải độc cà phê ấy, các anh chị. Hello chị Thu Hoàng, trời ơi, em vừa gửi thêm một cái tin nhắn cho chị nữa đấy. Ngày hôm nay em làm đẹp nhá. Thì ngày hôm qua đấy, chị bên em có một chị khách đó là làm thải độc cà phê được 22 ngày rồi, và chị ấy nói là cái đốm nám của chị nó mờ, nó hình như nó gom nhỏ lại hay sao đấy em. Là mình nghe được mình rất là vui, và chị ấy kêu là cái sức khỏe của chị nó thay đổi rất là nhiều. Với lại ở đây này có chị Thoa Hoàng này, cũng là một người đang sử dụng cái phương pháp thải độc cà phê đấy. Thì em rất là mong muốn là chị Thoa Hoàng có thể giúp em chia sẻ xuống được không ạ? Chị có thể viết xuống cái cảm nhận của chị, cái nghĩa là khi mà chị sử dụng cái thải độc cà phê thì chị cảm nhận như thế nào, để cho những cái chị nào, bởi vì cái riêng cái thải độc cà phê là em chia sẻ rất là thật tâm các anh chị nhé. Phương pháp này quá hay luôn. Đó thì chị Hồ Thơ Hoàng có thể giúp em nhé, viết xuống cái dòng cảm nhận của mình về cái phương pháp này, đó được không nào? Để cho những cái chị nào mà đang còn lăn tăn này, đang còn sợ, đang còn ngại thì các chị ấy có động lực để mà thực hiện cái phương pháp này nhé. Đây là một phương pháp rất là hay luôn. Các anh chị mình làm nó sẽ phòng chống ung thư. Vì cái phương pháp thải độc cà phê ấy, nó là lấy cái độc tố ở 90% là ở trong cái đại tràng của mình, nó sẽ lấy ra để nó tống ra bên ngoài. Đó, để cho mà cơ thể của mình nó không bị nhiễm độc tố nha. Đây không phải là phương pháp em nghĩ ra đâu. Em nói thật, em không có cao siêu đến cái mức mà nghĩ ra được những cái đó đâu. Mà nhờ em đọc cái cuốn sách mà nhân tố enzyme này. Đó, em đọc cái cuốn sách nhân tố enzyme này, là cái ông bác sĩ Hiromi Shinza là người đầu tiên thực hiện cái phương pháp mổ nội soi thành công trên thế giới á. Đó, ông này đã thực hiện áp dụng cái phương pháp này 40 năm cho chính bản thân mình, bởi vì ông ấy làm trong ngành tiêu hóa, nghĩa là làm trong ngành đường ruột đó các anh chị. Em không biết gọi cái đó gọi là cái ngành gì. À đây, bác
sĩ cố vấn cho phòng khám tiêu hóa này, 2 ngày làm một lần được không em? Phòng khám tiêu hóa chị ơi, em nói thật lòng, ít nhất là trong tháng đầu tiên á, chị nên làm hàng ngày cho em đó. Sau tháng đầu tiên đúng không, sau đó chị có thể giãn ra 2 ngày một lần hoặc 1 tuần 2 lần cũng được, bởi vì thời gian đầu mình làm liên tục để mình lấy cái đống cái đống rác, cái đống phân nó đang bám trong cái đại tràng của mình á chị, nó được bong tróc ra. Bởi vì chị mới làm có mấy ngày à, nó chưa ra hết đâu chị, chắc chắn luôn. Em làm đến ngày thứ 25 nó ra quá trời luôn. Vậy nên là chị tháng đầu tiên này này, chị cố gắng làm đều đặn cho em chị nhá. Còn nếu mà sau này mình bận quá hay là vì một lý do nào đó thì chị 2 ngày làm một lần cho em càng không sao cả. Nói chung là mình có làm là vẫn hơn không làm, hoặc là 1 tuần chị làm 2 lần cũng được chị. Lúc trước ạ, em tính là tháng đầu tiên hay là tuần đầu tiên thôi em làm đều, rồi sau đó là em giãn ra 2 ngày em làm một lần. Nhưng em khi mà tìm hiểu thì em biết là trong tuần đầu tiên nó chưa thể nào sạch được chắc chắn 100% luôn, nên là em mới làm 1 tháng. Sau khi làm 1 tháng thì em ý là cái ý định của em cũng là làm 2 ngày một lần ấy, hai hoặc là 1 tuần 2 lần thôi. Nhưng trời ơi, em không làm em không chịu được. Nó thích quá, bởi vì khi mà em làm xong em đọc sách rất là vào, em đọc sách rất là vào này đó, mình không có cảm thấy mệt mỏi, mình thấy nó rất là thoải mái, nó rất là sung sướng luôn, nên là em muốn tận hưởng cái cảm giác đó, nên là ngày nào em cũng làm cả. Ok chị Thoa Hoàng nhá. Chị Thoa Hoàng này, em nói thiệt ra chị giúp em nhá. Cái này là chị thật sự chị giúp em, đó là chị hãy chia sẻ cái cảm nhận của chị thật sự luôn. Nếu mà có thể là cảm nhận tốt hay là cảm nhận không tốt đúng không, chứ em không bắt buộc chị phải ghi sẵn tốt đâu. Chị cảm thấy như thế nào chị cứ viết xuống, nếu như mà chị chưa làm được thì em còn hỗ trợ cho chị chứ đúng không. Đó, rồi thời gian tới nhá, em Lý sẽ bắt đầu chia sẻ về cái phương pháp trẻ hóa làn da không tốn 1 đồng này. Trời ơi, em mà ngâm cứu được cái này, em mà lĩnh hội được cái này nhá, thì các chị chắc chắn luôn tiết kiệm được rất là nhiều tiền luôn đấy. Nên là các chị hãy theo dõi em nha, đừng có bỏ lỡ, các chị hãy theo dõi em sẽ chia sẻ cho các chị cái này, bởi vì em muốn giúp được nhiều các chị hơn đó, nhiều các chị hơn. Nhưng có thể là các chị một lý do nào đó, có thể là không đủ điều kiện hay là không có thời gian làm được những cái sản phẩm mà em đưa ra, nhưng em vẫn muốn giúp cho các chị khỏe, em vẫn muốn giúp cho các chị đẹp, thì đầu tiên đó là cái phương pháp thải độc cà phê. Còn ở ngoài ra thì em sẽ nghiên cứu về những cái bài tập thể dục cho cơ mặt như thế này, và em sẽ làm trước đó, em sẽ cảm nhận kết quả và sau đó em sẽ bắt đầu em chia sẻ lại cho các chị nhé. Công nhận người Nhật hay thật á, cái cuốn này cái cô chia sẻ này cũng là người Nhật luôn, và cái ông bác sĩ này cũng là người Nhật luôn. Người ta có rất là nhiều cái hay để cho mình học hỏi, thì tại sao mình không học đúng chưa nào. Trong cái cuốn sách này là cả cuộc đời người ta, mấy chục năm kinh nghiệm làm bác sĩ của người ta đó, người ta đúc kết hết trong cái bộ sách này, thì tại sao mình không đọc. Mình chỉ cần bỏ ra là 1 ngày 30 phút hoặc là 1 ngày 1 tiếng thôi, mình đọc khoảng mấy ngày, khoảng 1 tháng nào nó đã hết 1 quyển hoặc là chưa đến đâu đó, thì tại sao mình không đọc đúng không ạ. Mình đọc mình lấy cái kinh nghiệm, thay vì mình phải trải nghiệm mình mới có kinh nghiệm, thì bây giờ mình chỉ cần đọc thôi đó, mình đọc để mình biết được là người ta đã trải qua như thế nào, có những cái kinh nghiệm nào, và sau đó là mình áp dụng. Trời ơi, mình đỡ biết bao nhiêu thời gian đúng không các chị. Đó, đây là chị Thoa Hoàng nha. Trời ơi, giúp em là viết xuống cái cảm nhận của chị nhá, không viết giúp em viết xuống cái cảm nhận của chị đang sử dụng thải độc cà phê, chị thấy người mình nó có những cái sự thay đổi như thế nào hay là như thế nào đó, chị giúp em chia sẻ nhá, để cho những cái chị mà đang còn sợ này, các chị mà đang còn lăn tăn, đang còn sợ, nhiều khi các chị sợ thì các chị có niềm tin hơn chị nhá, có cơ hội được sử dụng cái phương pháp rất là tuyệt vời như vậy. Em rất là vui vì có rất là nhiều chị đã đăng ký rồi, thải độc cà phê thành công, nhưng cũng có nhiều chị là đang còn lăn tăn lắm. Rồi bây giờ em làm đẹp nhá, các chị xem em làm đẹp. Nghĩa là buổi tối các chị, quy trình chăm sóc da của em thì rất là đơn giản, và em muốn chia sẻ với các chị đó là về cái cách mà mình chăm sóc da nhá. Đầu tiên là em sẽ tẩy trang. Các chị tẩy trang này là các chị hay gặp nhiều cái gọi là cái gì ta, cái hiểu lầm về cái tẩy trang này rất là nhiều luôn. Các chị biết không, một ngày em Lý tẩy trang 2 lần luôn, sáng 1 lần, tối 1 lần, và đều đặn như vậy, không thiếu một ngày nào cả. Mặc dù buổi tối ngủ dậy các chị nghĩ là mình không có bụi bẩn gì đúng không, không, ý là buổi ban ngày các chị đi, các chị nghĩ là mình không trang điểm thì mình không cần phải tẩy trang, chứ đừng có nói đến cái việc buổi tối ngủ dậy mà tẩy trang giống em. Nhưng không phải đâu các chị biết không,
Cho dù mình không trang điểm, mình chỉ bôi kem chống nắng mình vẫn phải tẩy trang, hay là mình không có bôi bất cứ một cái gì cả các chị cũng phải tẩy trang. Tẩy trang ra nó rất là dơ, khi các chị tẩy trang xong á, các chị rửa mặt nó mới sạch được đó. Nếu như mà em đã làm rất là nhiều, em đã thử rất là nhiều rồi, nếu mà bây giờ em không tẩy trang và sau đó em rửa mặt lại, em tẩy trang, em không tẩy trang đúng không, em chỉ rửa mặt thôi, sau đó là em bôi tẩy trang lại là nó vẫn rất là dơ. Nhưng em tẩy trang xong và em rửa mặt lại, em bôi nước hoa hồng này, em bôi tẩy trang lại á, sạch tưng luôn đó, không còn một tí bụi bẩn nào luôn. Quan trọng nhất là làm sạch da các chị nhé, quan trọng nhất là làm sạch da. Da không sạch thì các chị có bôi cái gì lên, bôi vàng 24K, bôi collagen, bôi dưỡng này dưỡng kia vào thì tất cả đều bằng không. Bởi vì da không sạch thì nó đâu có đường, nó đang bị bí tắc mà đúng không? Đang bị bí tắc lỗ chân lông thì nó đâu có đường để cái dinh dưỡng của mình nó bay vào trong đâu, nó đưa vào trong được sâu cho mình đâu. Nên là tẩy trang các chị nha, nhớ là tẩy cả vùng mắt. Vùng mắt á, đó mình nhẹ nhàng thôi. Tẩy thì luôn luôn đi lên cho em các chị nhá. Nếu như mà mình không muốn mà cái da mặt của mình chảy xệ, đừng bao giờ kéo xuống như thế này. Đó, em chỉ kéo ở cái bên hông này thôi, nhưng không bao giờ em kéo ở cái má này của em này có xuống cả. Những cái thói quen nhỏ nó sẽ tạo ra cái kết quả lớn nha. Đó, kéo lên ha. Đó. Ôi chị Thơ Hoàng sao nãy giờ không nói gì ta. Em nãy giờ em đợi chị á, em rất là tha thiết một cái lời chia sẻ từ chị về thải độc cà phê, là chị đã làm được bao nhiêu ngày rồi này đó, và chị truyền được bao nhiêu ml, chị cảm nhận nó thay đổi như thế nào, thì chị giúp em nhé, chia sẻ, chị viết xuống cái dòng cảm nhận đó để cho các chị nào mà chưa dùng á, các chị mình làm này là mình giúp người ta đấy, nhờ cái dòng cảm nhận của chị mà biết bao nhiêu chị có cơ hội được người ta được trải nghiệm cái thải độc cà phê á chị, cái phương pháp mà chữa bệnh rất là tuyệt vời, cũng như là làm đẹp da luôn đó. Tẩy trang nha các chị. Em mặt không trang điểm đâu, em chỉ nói chung là em có đánh son và em có kẻ cái chân mày này thôi, chứ trên mặt này và bôi kem chống nắng chứ không có trang điểm make up gì hết nhá. Mà tẩy trang này nó vẫn đục bẩn bẩn này đó. Rồi bây giờ em sẽ rửa mặt các chị ạ. Bây giờ em sẽ rửa mặt. Đâu rồi, để trang xịt khóa của em. Bây giờ em sẽ rửa mặt và em rửa mặt bằng máy nhá, em không dùng tay rửa mặt đâu, em sẽ dùng máy để rửa mặt. Tại sao em lại dùng máy để rửa mặt? Bởi vì dùng máy rửa mặt nó mới sạch được. Đó, em sẽ dùng cái máy để rửa mặt. Thì cái tinh chất này là nó sẽ dành riêng với cái máy. Cái tinh chất này là cái tinh chất mà nó có cái công nghệ trẻ hóa da. Đó, nó có cái công nghệ trẻ hóa da. Bởi vậy nên là mình càng dùng máy rửa mặt thì da của mình nó lại càng căng, càng trẻ đẹp các chị ha. Các chị có câu hỏi gì đặt xuống cho em nhé. Các chị được quyền xem cái này, các chị được quyền đặt câu hỏi các chị ạ. Mình được quyền đặt câu hỏi, các chị cứ đặt câu hỏi xuống cho em Lý thôi. Ví dụ như về cái cách chăm sóc da như thế nào, hay là về sức khỏe như thế nào, hay là về thải độc giảm cân. Bởi vì rất là nhiều em cái riêng cái thải độc giảm cân thì em muốn tất cả mọi người cùng dùng luôn đó các chị. Vì bên cái đơn vị mà người ta làm về cái phương pháp thải độc á, thì người ta cái thải độc cà phê này á, là người ta cái mong muốn của người ta đó là đến năm 2023 là Việt Nam của mình sẽ không còn nạn ung thư nữa anh chị nhé. Và cái thải độc giảm cân là một trong những cách đơn giản nhất, thiết thực nhất và hiệu quả nhất tất cả mọi người có thể áp dụng được để cho mà mình không, để cho chính mình và gia đình của mình không bị tình trạng ung thư nha. Đó, cái máy này thì nó chống nước nên là em có thể đưa xuống nước được. Cái riêng cái máy này của em thì nó sẽ có một cái nút ở đây các chị nhé, pin yếu là nó sẽ có cái đèn màu đỏ này. Chị nào đang còn xem livestream thì comment xuống cho em lý số 1 nha. Chị nào đang còn xem livestream thì comment xuống cho em lý số 1 nhé. Đó, em sẽ rửa như thế này để cho cái khi mà em rửa như này á, vừa nãy em có tẩy trang một lần đúng không, và em lại còn rửa như thế này nữa thì nó mới sạch được các chị. Còn người ta đã chứng minh rồi, nếu như mà các chị không tẩy trang hoặc là mình chỉ dùng máy rửa, mình chỉ dùng tay để mình rửa mặt thôi á các chị, thì nó chỉ sạch đi được khoảng là 20% thôi à, nó chỉ sạch được 20% thôi, còn 80% bụi bẩn vi khuẩn còn lại nó đang nằm ở dưới da của mình. Thì như vậy làm sao mà da của mình nó sạch sẽ được đúng chưa? Ngoài việc mà mình làm đẹp từ bên trong thì cái bên ngoài nó cũng rất là quan trọng, bởi vì da là bộ phận duy nhất mà chịu tác động hai chiều, đó là vừa tác động của bên trong, vừa tác động của sự lão hóa bên trong và vừa tác động của tia cực tím bên ngoài. Đó nên là mình riêng với da mình phải nâng như nâng trứng mà hấn như hấn hoa đấy các chị nhá. Cái máy rửa mặt này của em á,
cái tinh chất rửa mặt này nó rất là hay. Nếu như da mặt ai mà dơ nó sẽ ra nhiều bọt, da của ai sạch á, thì nó sẽ ra ít bọt. Nếu mà em không có dùng cái tẩy trang thì nó sẽ nhiều bọt hơn, nhưng cái loại này á, nó cũng rất là ít bọt luôn. Cho dù là mặt dơ thì nó chỉ là nhiều hơn so với cái này thôi. Cái này các chị vừa nhìn thì gần như nó không có đúng không? Nhưng nếu mà mình có dùng tẩy trang, mình không dùng tẩy trang thì nó sẽ viền viền cái bọt lên một chút. Đấy, chưa gì cái này nhìn đã trông rất là dơ rồi. Chị Thoa Hoàng còn nghe em nói không ta? Nếu mà chị nghe em nói chị comment xuống giúp cho em số 1 nhé. Em không biết này, sợ nhiều khi là cái âm thanh mọi người nghe không rõ chị. Chị Thoa Hoàng đang nghe thì comment xuống giúp cho em số 1 nha. Nếu như mà chị nào bị bọng mắt đúng không, các chị chạy như thế này cho em này, đảm bảo là nó đỡ đi cái bọng mắt rất là nhiều luôn. Và đối với riêng cái máy rửa mặt này á, nó có thể là nó có một cái rất là hay mà tại sao mấy chị bị nám với bị tàn nhang bên em á, dùng cái này nó thấy đỡ đi nhiều. Bởi vì cái máy này á, nó có cái khả năng nó kết hợp với đúng cái loại tinh chất này các chị nhá. Đúng với cái tinh chất này và cái máy này thì nó sẽ có khả năng là nó làm đẩy ra được cái tia UV dưới da của mình các chị ạ. Tại sao lại gọi là đẩy cái tia UV? Bởi vì cho dù hàng ngày nhá, các chị có dùng kem chống nắng hay là mình có ở trong nhà, mình không đi ra ngoài, nhưng những cái ánh điện này nó vẫn sẽ có những cái tia UV nó ăn vào trong da của mình này. Và nếu như mà mình có mà dùng kem chống nắng á, các anh chị, thì nó ít, nghĩa là nó sẽ hạn chế, nhưng nó không hạn chế được 100%, thì nó vẫn sẽ có được một cái lượng tia UV nó làm vào sâu trong da của mình nhá. Lần đầu tiên làm thải độc cà phê thực sự là chị cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng. Nó đã giúp chị hết táo bón sau 2 ngày sử dụng, mỗi lần chị truyền được 700 lít. Trời ơi, sao mà các chị giỏi quá trời luôn. Em nói thật luôn, chị Thoa Hoàng 700 lít này, em có một chị khách tên Trà My cũng truyền được 600-700 gì á. Với ngày hôm qua có một cái chị là Mai Phương Liễu, lần đầu tiên cũng truyền được 600 lít luôn. Nghĩa là 600ml, trong khi là em lúc đầu em chỉ truyền được có 300 thôi à. Nếu như mà vậy thì em rất là chúc mừng chị nhá. Đó, thật sự luôn á, nếu mà chị Thoa Hoàng mà làm được như vậy là em rất là chúc mừng chị luôn. Và cảm ơn chị rất là nhiều là cho em một cái cảm xúc, ý là cho em một cái kết quả rất là tốt chị nhá. Cảm ơn đã tin tưởng em này, có cho chị là cho em cơ hội để em hỗ trợ cho chị biết được cái phương pháp này chị nhá. Chị nhớ là nếu mà làm tốt là chị hãy, nếu mà thật sự chị cảm nhận được hiệu quả rồi á chị hãy cho cả gia đình mình làm luôn chị nhá. Không gì hạnh phúc bằng việc cả gia đình mình khỏe mạnh đâu chị ạ. Đó, này các chị thấy không, em tẩy trang rồi mà em rửa mặt này, nó vẫn còn viền viền bẩn bẩn vào trong này. Đó, những cái đó là những cái bụi bẩn, và trong này có cả những cái đó, gọi là giống như cái tia UV của mình á các chị, khi mà nó đẩy nó mình bôi kem chống nắng hay là mình không bôi đúng không, ít nhiều gì nó vẫn sẽ đẩy vào trong da của mình và nó nằm ở trong đó, thì nó sẽ kích thích cho cái hắc sắc tố da dưới da của mình nó được đẩy lên, da của mình nó sẽ sạm hơn. Nhưng nếu mà trong 24 tiếng á, mình lấy ra được cái đó thì cái tia UV đó, cái sạm da đó thì nó sẽ không bị hình thành nám trong mình các anh chị nha. Đó, nhưng đa phần mọi người không biết, mình không có làm sạch sâu được, bởi vì chỉ có duy nhất, gần như là cái máy này là cái máy duy nhất trên thế giới mà nó có thể lấy ra được cái tia UV, lấy ra được những cái bụi bẩn sâu trong dưới da nhưng không làm tổn thương da. Đó, các chị thấy em rửa đâu có bị đỏ da đâu đúng không ạ? Đó, chị Thoa Hoàng ơi, quá tuyệt vời luôn á chị, cảm ơn chị rất là nhiều, thật sự luôn á. Em cảm ơn cái dòng chia sẻ của chị để mà em thứ nhất đó là bởi vì thật sự một người ta kêu một cánh én không làm nên mùa xuân được đúng không, một mình em không thể giúp được hết tất cả mọi người đâu. Cái em muốn đó là đầu tiên là các chị hãy dùng, cảm nhận kết quả và sau đó hãy chia sẻ lại với chính gia đình của các chị. Em chỉ có thể chia sẻ với những cái chị ở đây, em có duyên, mình có duyên, mình trò chuyện với nhau thôi đó, nhưng em không thể nào em chia sẻ hết được tất cả mọi người đâu, nên là các chị hãy giúp em chia sẻ ra. Giá bao nhiêu Thủy Tiên? À bạn ơi, bạn hỏi cái máy rửa mặt hả, hay bạn hỏi cái gì vậy Tiên, hay là bạn hỏi cái thải độc cà phê, bạn comment xuống cho mình nhé. Đó, em không giúp hết được, nên là đầu tiên á là em giúp chính em này. Đó, em giúp chính em thay đổi đó, em cảm nhận được cái kết quả từ thải độc cà phê, trời ơi tuyệt vời, bởi vì em bị táo bón nên là em làm á, em hết táo bón em sướng còn hơn cả cái gì nữa cơ đó. Nên là và sau đó là em chia sẻ lại cho em, kêu mẹ em làm luôn cũng ok, có kết quả đó, rất là vui. Mẹ thì rất là nhiều bệnh luôn các anh chị,
mẹ ở quê thì các anh chị đều biết đúng không? Ở đây nếu mà ai mà đang ở quê hay là có bố mẹ ở quê thì đều biết là bắt đầu đến tuổi cứ 50-60 tuổi là bắt đầu đau chỗ này, đau chân này, đau đủ cái trên người hết, các anh chị chỗ nào cũng đau cả. Thì cái đó là từ độc tố ra đó. Sau đó là em chia sẻ lại cho những cái khách hàng thân quen của em, rồi em đều nói đó là cái này là em chia sẻ vì cộng đồng. Thật sự cái phương pháp này á, em là trong ngành làm đẹp nhưng em thấy cái lợi ích làm đẹp của nó rất là cao, nhưng đằng sau đó là cái lợi ích về sức khỏe nữa các anh chị ạ. Không có một cái gì mà có thể mà vui vui sướng bằng cái việc mà bản thân mình khỏe mạnh và gia đình của mình, những người thân yêu của mình khỏe mạnh đúng không ạ? Phòng chống được ung thư, bởi vì đây là một cái phương pháp mà cái liệu pháp mà phòng chống ung thư ở bên Nhật Bản và bên Mỹ người ta đã áp dụng rồi. Cái ông bác sĩ này này, ở đâu rồi, cái ông bác sĩ này này các anh chị, cái ông bác sĩ này ông áp dụng phương pháp này 40 năm, và sau khi mà bây giờ ông ấy cũng 70-80 tuổi rồi thì ông vẫn đang làm trong cái ngành y tế này, nhưng ông muốn cho mọi người, nghĩa là ông làm trong ngành y tế nhưng ông không muốn là khám bệnh cho mọi người mà ông muốn là truyền cho mọi người cái để mà mọi người có thể tự phòng bệnh được. Nghĩa là anh chị hiểu không? Cái mong muốn của em cũng vậy, là các anh chị có thể chưa dùng bất cứ một cái sản phẩm gì của em, chưa cần dùng gì cả, nhưng những cái kiến thức mà em chia sẻ với các anh chị đã khỏe rồi đúng chưa? Những cái kiến thức, những cái kỹ năng hay là những cái mẹo vặt trong cuộc sống em chia sẻ với các chị đã đẹp rồi, các chị đã đỡ nhăn rồi đó. Cái đó thì mới anh các chị mới theo hành trang mình cả đời được cái kiến thức trong đầu của mình ấy. Chứ còn còn nếu mà các chị thấy ok sản phẩm tốt, các chị yêu quý em thì các chị có thể ủng hộ em thì cái đó là mình không nói đúng không? Nhưng cái mà em muốn đó là cái trao giá trị cho cộng đồng. Nên là cái phương pháp thải độc cà phê này là một cái mà em tâm đắc nhất trong cuộc đời luôn, cảm thấy mình quá may mắn luôn. Khi mà mới có 25 tuổi mà mình đã hiểu về tầm quan trọng của sức khỏe và mình lại biết được đến những cái phương pháp này, mình chia sẻ lại cho mọi người. Trong khi em lại còn biết về mấy cái máy nâng cơ này nữa chứ. Ai mà bị nhăn nheo, bị chảy xệ thì các chị muốn em tư vấn về mấy cái máy nâng cơ này thì để lại số điện thoại nhé, em tư vấn cho các chị. Đó, các chị ok thì em sẽ nói công ty gửi cho. Còn nếu mà không thì các chị cứ theo dõi em. Các chị sẽ thấy em càng ngày càng đẹp, càng ngày càng trẻ, càng tươi luôn. Đó, bây giờ đến máy thứ hai, máy rửa mặt này thì một ngày em sẽ rửa 2 lần các chị ạ. Đó, máy rửa mặt một ngày em rửa 2 lần, và cái đầu này á các chị, trời ơi cái máy này để mà nói nó hay lắm luôn ý. Cái đầu này là của nó là silicone, nếu mà chị nào mà đang dùng cái đầu mà nó cái đầu cọ các chị, giống như cái bàn chải đánh răng thì cho dù là cái sợi cọ mỏng nhất thế giới ra các chị vẫn bị tổn thương nhá. Sợi cọ mỏng nhất thế giới, mỏng tanh mỏng tét luôn, các da vẫn bị tổn thương. Ít nhiều gì nó vẫn sẽ bị tổn thương, và đặc biệt rửa những cái đó các chị sẽ có cảm giác da mình rất rất là sạch, nhưng nó sẽ khiến cho da của các chị bị chảy xệ đó, bởi vì là cái cấu tạo vật lý của nó chỉ xoay theo một chiều thì đó, xoay theo một chiều như vậy đúng không, da mình nó cứ vậy nó bị kéo xuống, da mình nó bị kéo xuống, nhưng riêng cái này nó sẽ xoay 2 chiều khác nhau này các chị. Cái đầu này có thể tháo ra đã, xoay 2 chiều khác nhau này, bên trong này xoay 1 chiều, bên ngoài này xoay 1 chiều, đó thì nó xoay 1 chiều như vậy á các chị, nó cứ cái da mình nó cứ vầy chứ nó không có theo vầy, nó chảy xuống luôn, nó một cái đang nó lấy bụi bẩn đúng không, cái kia nó kéo lại đó, nó cứ vầy, nó xích qua xích lại như này thì đó da mình thôi không bao giờ chảy xệ được đâu các chị nhá. Thích lắm, em chỉ thích làm sao mà em em nói thật chứ em mong ước của em mà 10 năm sau mà em vẫn được như thế này là chắc là em vui lắm. Ôi kém, em sẽ kéo qua nhé, em cho cái comment nó. Xin chào chị Dung. Chúc mừng chị Dung chiều nay đã đăng ký thành công thải độc cà phê nhé. Này chị Dung này, thấy không, chị Thoa Hoàng này, một khách hàng mà mới dùng thôi đây mà có kết quả rồi là sướng cỡ nào đúng không? Đó, bây giờ thì em sẽ dùng đến cái máy nâng cơ này. Trời ơi, cái máy này hay lắm các chị. Nếu mà chị nào mà có dịp để cho em gặp, em sẽ demo cho các chị một nửa bên mặt. Các chị chắc chắn luôn sẽ thấy là bên mặt của này của mình nó sẽ xếch lên. Đó, cái râu rồng của mình nó sẽ ngắn đi, cái bọng mắt nó đỡ đi, hay là cái đuôi mắt của mình nó sẽ đỡ đi các chị nhá. Đây là cái máy nâng cơ xóa nhăn, và mình một tuần thì em sẽ dùng khoảng 2 đến 3 lần. Ai có điều kiện thì có thể dùng dùng ngày nào cũng dùng cũng được, nhưng ngày nào cũng dùng với điều kiện đó là da mình phải khỏe, và thứ hai đó là mình có khả năng đầu tư, bởi vì cái gel này này, cái máy này nó chỉ chạy được với cái gel này thôi các anh chị nhá, thì nó cũng khá là mắc. Nên là thực ra thì đối với em thì em da làn da của em là một cái làn da đang còn trẻ, nên là một tuần em dùng 2 lần cũng khá là ok rồi, không cần quá nhiều đâu. Còn nếu mà các chị nào mà da của mình nó hơi bị, nó bắt đầu nó bị xuất
xuất hiện những dấu hiệu lão hóa rồi thì các chị vẫn có thể dùng 2 lần không sao, 2 đến 3 lần, bởi vì cái quy định của nó như vậy thì các chị chịu khó một thời gian nhé. Đã gọi là nâng cơ trẻ hóa thì các chị hãy chịu khó một thời gian. Còn nếu mà chị nào á không muốn dùng những cái máy giống như thế này thì các chị hãy theo dõi Facebook của em thời gian tới, là bởi vì em Lý đang nghiên cứu. Hello nhé chị, hello chị Vinh này, hello chị Dung này, trời ơi, chị nào đang coi comment xuống cho em đi, khổ lắm, comment xuống cho em số 1 hay là có thể khen em hay cái gì đó nha. Máy còn được skin, à đúng rồi, chuẩn, máy còn được skin đó chị. Đó, hiện tại á, nếu mà chị nào mà không dùng được những cái dòng máy như em á thì hãy theo dõi Facebook của em, bởi vì hiện tại thì em Lý đang nghiên cứu về cái cuốn sách, đó là Vũ điệu làn da. Cuốn sách này đó là cái phương pháp trẻ hóa làn da không tốn một đồng. Đó, quả hàng triệu phụ nữ Nhật, bởi vì em muốn giúp tất cả các chị luôn, ai cũng có mơ ước đó là làn da của mình nó đẹp, đúng chưa nào, nó trẻ, nó đẹp. Đó thì ai cũng có mong ước như vậy cả. Bởi vậy nên là em muốn đó là em giúp được hết tất cả các chị luôn. Cái phương pháp này từ khi làm thải độc cà phê mới được 4 ngày mà lúc nào chị cũng thèm ăn, em mẹ chết mất. Chị ơi, chị nói thèm ăn là không biết làm sao. Đó, chị ơi, thèm ăn nhưng chị yên tâm đi, chị ăn nó giống như em có chụp hình cho chị á, chị tăng cường ăn. Giống hôm qua em có làm một cái bài đó là bài gì ra, bài mà 80% là thực vật, 85% thực vật và 15% là động vật chị nhá. Chị ăn như vậy cho em, trời ơi, không bao giờ tăng cân mà chị càng ngày càng đẹp. Đó, chị cũng đang xem mua loại nào. Nghĩa là mua cái máy là chị, em thì em xài nay 2 năm rồi chị ạ. Nay 2 năm rồi, xài thì da đẹp thì khỏi phải nói. Quan trọng là các chị chịu đầu tư thì ok. Nó có cái viên nâng cơ nữa cơ mà em hết viên nâng cơ mất rồi. Đây cho các chị coi nhé. Đây này, cái hộp viên nâng cơ của em dùng này. Đó, cái hộp này, trời ơi, cái viên này là viên thần thánh, viên này viên Chu Phây. Em nghĩ là ở đây nhiều người biết cái viên này đúng không? Mà em hết mất rồi, khổ lắm ấy. Em hết mà em chưa có mua lại được nữa. Cái viên này á, chị nào mà đang bị da mà đang bị chảy xệ nhá, trời ơi, các chị làm cái viên này cho em á, vuốt nửa mặt thôi, mặt xách lên luôn đó mấy chị ạ. Hay lắm, viên thuốc thần á, viên thuốc thần tiên á, thần bên em gọi là hay giọt nước thần á. Chị Thoa Hoàng ơi, chị Thoa Hoàng nhớ nhá, chị làm thải độc cà phê á, mình ăn uống thì cũng không phải là bắt buộc phải chị phải kỹ răm rắp là phải ăn phải cực khổ làm gì đâu chị. Nghĩa là mình hiểu á chị, là cơ thể của mình nó khi mà chị thải độc xong á, nó hết độc tố đúng không, nó bớt đi độc tố thì cơ thể của chị hấp thu rất là tốt, và khi đó mình tăng cường mình ăn các trái cây rau củ quả gì đó để cho nó hấp thu được cái vitamin khoáng chất tốt hơn chị nhá. Còn thịt cá gì thì chị ăn bình thường, nhưng mình hạn chế thôi chị ạ, bởi vì ăn thịt nhiều thì nó cũng không tốt. Đó, nó cũng không tốt. Thịt cá, thịt gà em thích ăn lắm. Thịt gà em đặc biệt thêm thích ăn luôn mà. Tuy nhiên thì khi mà em tìm hiểu về, thực ra cái thịt gà nó cũng là động vật máu nóng á, cái mỡ của nó, ôi quên mất, cái mỡ của nó cũng khó tan trong cơ thể của mình, bởi vậy nên là em cũng hạn chế rồi. Đó, chạy đơn giản vậy thôi. Chị nào mà bị cái nọng cầm đó, ok, cái nọng bên má này đúng không, thì các chị kéo lên vầy cho em này, kéo lên vầy nó sẽ ấy cho mình. Cái máy này của em, trời, hôm trước em chạy mà em quên mất, đó là mà nó đang báo hết pin các chị ạ, mà em lại không có thay pin. Cái pin này chắc xài được 3-4 tháng đó, nó mới hết. Đó, kéo lên vầy cho em nhé. Chị nào bị râu rồng này chạy về cho em này. Đó, chị nào bị râu rồng chạy về cho em này. Còn không, các chị cứ theo dõi em nha, bởi vì em rất là muốn chia sẻ cái phương pháp này luôn á. Nói chung là cái phương pháp này là mình tập thể dục tại nhà cho da, cho cái cơ mặt của mình đó. Này, trên cơ mặt của mình, nó trên mặt của mình nó sẽ có những cái bó cơ nữa các anh chị. Mình sẽ tập để cho nó săn chắc, giống như tập cho cơ thể của mình vậy đó. Thấy không? Đây nha các chị này, em chia sẻ với các chị nhá. Hiện tại em đang chạy cái gel trắng này á, nó hay lắm, cái gel trắng này. Bên công ty người ta đã, cái này khoa học các chị nhá, đây là một cái máy dựa trên khoa học chứ không phải là một cái máy bình thường, thì nó sẽ mang điện tích âm các chị ạ, và nghĩa là nó mang điện tích âm. Còn nó có, còn cái em đang chạy để em bấm số 1 cũng mang điện tích âm luôn. Vậy thì theo cái vật lý, âm và âm nó đẩy nhau đúng chưa, âm và âm nó sẽ đẩy nhau. Vậy thì khi em chạy như này, cái số này này, cái máy này nó sẽ đẩy cái gel trắng này vào sâu trong da của mình luôn. Và sau đó nó đẩy vào làm gì, cái gel trắng này nó sẽ có cái nhiệm vụ, đó là nó sẽ làm gì ta, để em xíu
em đang mở cái này đó, nó sẽ có nhiệm vụ đó là nó sẽ ôm những cái, nó sẽ ôm những cái, gom lại những cái hắc sắc tố da này, những cái chì này, những cái bụi bẩn, những cái thủy ngân, những cái đang gây hại cho da của mình từng ngày ở dưới da, nó sẽ ôm hết lại đó, nó sẽ bao gọn lại những cái đó để những cái đó cùng nằm trong một cái dung, một cái tinh chất đang mang bị tích âm các anh chị nhé. Đó là cái bước này nó đang làm này như vậy. Và nó chưa xong đâu, nó sẽ có hai bước. Bước đầu tiên đó là cái gel trắng này được cái máy này cùng hai cái đường mang điện tích âm, theo vật lý đó là âm và âm sẽ đẩy nhau. Vậy thì đẩy sâu vào trong da luôn ấy, cái này là đẩy đẩy sâu vào trong da luôn các anh chị. Đấy, vẫn được. Nó sẽ đẩy sâu vào trong da của mình luôn và sau đó nó sẽ ôm lại, đúng không? Cái gel đó nó sẽ ôm, đó nó sẽ ôm lại những cái hắc sắc tố da này, những cái mà melanin đang muốn đẩy lên để gây ra nám cho mình, những cái chì mà các chị đã bị nhiễm độc từ lâu này, rồi là những tất cả những cái gì mà da của mình nó không cần, đó những cái thừa thải nó sẽ ôm lại để nó làm cho những cái đó nó nằm trong cái tinh chất mang điện tích âm các anh chị nhá. Đó, mang điện tích âm. Để một tí nữa để làm gì? Một tí nữa nó sẽ được lấy ra nhờ cái tiếp theo, nhờ cái bước tiếp theo. Đó, chị nào bị bọng mắt chảy như này thì em này. Bọng mắt chảy như này thì em đỡ lắm luôn ấy. Đó, chị nào mà chưa thải độc cà phê thì em nói thật đó sẽ là một trong những cái hối tiếc nhất đời luôn ấy. Em dùng rồi em phê mà chị nào dùng cũng phê hết. Vậy nên là các chị hãy thải độc cà phê cho em nhé. Để lại số điện thoại để em hỗ trợ cho các chị, em tư vấn cho. Thải độc cà phê thì em lại không có bán các chị ạ. Em tuy nhiên thì ví dụ nó là cái cà phê hữu cơ, với lại là nó là cái dụng cụ y tế nữa. Vậy nên là nó sẽ hơi khó mua. Vậy nên là bên em thì có đặt giúp cho khách luôn. Trợ lý, mấy bạn trợ lý bên em là sẽ đặt giúp cho các chị khách luôn. Vậy nên các chị cứ yên tâm nhé. Đó, cái gì, cái nào mà dễ mua ngoài thị trường á, thì em sẽ chỉ cho các chị, em chia sẻ để các chị tự có thể là tự đi mua. Nhưng những cái gì khó mua thì em chia sẻ và em sẽ là đặt giúp cho các chị luôn. Ví dụ như cái cuốn sách này nè, cái cuốn sách nhân tố enzyme em nói rồi, các chị hãy lên trên Tiki và đặt mua về cho em. Đây là bộ sách về sức khỏe chị nhá. Chị Dung này, chị Dung hồi chiều mới đăng ký thải độc cà phê. Chị mua cái bộ sách này về, chị sẽ rất là hiểu cái đường ruột của mình luôn. Nhiều khi chị đọc cái bộ sách này xong, chị không cần bất cứ một viên thuốc tây nào mà sao chị đã thấy là cái tình trạng của mình nó đã đỡ rồi đấy chị. Em chia sẻ thật lòng á chị. Đó, chị nào bị nhăn đôi mắt chạy này cho em này. Máy này một tuần em làm 2 đến 3 lần các chị ạ. Ok, xong cái bước đầu tiên nha. Nó đã mới làm xong một bước, đó là nó làm cho những cái hắc sắc tố da, những cái bụi bẩn dưới da của mình nó mang điện tích âm các chị nha. Nó đang nằm ở dưới đó. Xong em sẽ rửa cái này đi. Em rửa sạch đi. Em có một cái ca màu xanh. Em có một cái ca màu xanh các chị ạ. Xong rồi là bây giờ mình chùi sạch đi các chị nhé, mình chùi đi. Cái máy này nó không phải như máy rửa mặt chống nước thì có thể để xuống dưới nước luôn không sao. Nhưng cái máy này thì mình chỉ rửa khu vực trên đây thôi các chị ạ. Đó, sau đó là em chùi luôn cả cái trên đây đi nhé. Em chùi luôn cả cái trên da của em đi này. Đó, các chị nhớ nhé, chùi á, mình tẩy trang hay là mình rửa mặt cũng vậy. Tạo những cái thói quen luôn luôn kéo lên các chị ạ. Luôn luôn kéo lên. Những cái thói quen nhỏ nó sẽ cho ra một cái kết quả lớn. Ví dụ như các chị cứ suốt ngày mà cứ kéo kéo xuống thì nó dần dần cái da mình nó sẽ chảy xuống thôi. Nhưng mình cứ đỡ da mình nó lên, mình cứ đỡ nó lên thì nó sẽ không có bị chảy xuống các chị nhé. Chị Thoa Hoàng ơi, chị Thoa Hoàng nhớ nhé. Mình thải độc cà phê xong á chị. Trời ơi chị, mà nếu mà được chị uống cho em một ly sinh tố trái cây hay là cái gì đó thì rất là tốt luôn. Hello chị Hà Bùi. Đợi mãi. Chị ơi, chị chạy máy chưa? Hay là có chạy máy không, lấy ra cùng chạy với em đi. Chị Hà Bùi cũng mới đăng ký thải độc cà phê thành công khoảng mấy hôm trước ấy. Đấy, rất là đơn giản các chị ạ. Đơn giản lắm. Còn nếu như mà chị nào mà muốn nâng cơ xóa nhăn nhưng không có muốn dùng những cái giống như này thì các chị bấm theo dõi cái fanpage của em nhé. Bởi vì em Lý đang gọi là đang ngâm cứu cái sách này này. Trời ơi hay lắm ấy. Nó là luyện tập cơ mặt tại nhà. Đó, để nó phòng chống về nhăn chảy xệ cho mình các chị nhé. Chị nào đang xem thì comment xuống cho em số 1 nha. Đó, chị Hà mới vô xem, comment xuống cho em số 1 nhé.
Ok, bây giờ em đã làm xong một bước đầu tiên nhá. Bây giờ em sẽ sang bước thứ hai. Bước thứ hai này của nó cũng là một bước quan trọng luôn, rất là quan trọng á. Bây giờ em sẽ chạy cái gieo xanh này các chị nhá. Cái gieo xanh này á, nó sẽ là nào chị em mình cùng làm đẹp. Ok. Làm đẹp luôn chị ạ. Trời ơi, cái gì chứ mà có người cùng làm đẹp thì sướng quá rồi đúng không chị? Chị lấy máy ra đi cùng làm với em luôn. Đó. Cái gieo trắng đúng không? Hiện tại thì cái gieo trắng nó ở dưới da của em. Đó, nó đang nằm ở dưới da của em. Đó thì và nó đang hiện tại nó đang ôm những cái sắc tố melanin này, những cái bụi bẩn, những cái thủy ngân, những cái chì mà da mình nó đã bị nhiễm đó, nó sẽ ôm lại. Và bây giờ cái gieo xanh này á, nó sẽ có nhiệm vụ đó là cái gieo xanh này nó sẽ mang điện tích dương các anh chị nhá. Và em sẽ bấm một cái số để nó mang điện tích dương luôn. Dương và dương nó sẽ đẩy nhau. Đó thì nó sẽ đẩy cái gieo xanh này vào sâu bên trong luôn. Mà cái gieo xanh này nó sẽ có cái tác dụng đó là làm trẻ hóa từng cái gốc tế bào của mình dưới da của mình luôn các chị ạ. Làm trẻ hóa gốc tế bào của mình luôn. Làm trẻ hóa gốc tế bào của mình, đó là nó sẽ đưa vào bên trong và nó làm trẻ hóa cái gốc tế bào của mình từ sâu bên trong. Đồng thời âm và dương sẽ hút nhau đúng chưa nào. Vậy thì cái gieo trắng vừa nãy em chạy á, nó đang mang điện tích âm là nó đang nằm ở dưới da. Và cái số em bấm này là cái số dương. Dương nó vừa đẩy cái này vào, đồng thời nó vừa hút cái kia ra luôn các chị nhá. Vừa đẩy cái gieo xanh này vào để nó làm trẻ hóa da, nó khóa tuổi lại cái tế bào của mình. Đó, đồng thời nó hút luôn cái bụi bẩn vừa nãy, cái gieo âm, cái gieo dương, cái gieo trắng vừa nãy mà em đẩy vào nhá. Cứ âm dương một hồi là loạn xạ cả lên. Đó. Ôi cái này á các chị hay lắm. Chị nào mà tìm hiểu về cái này nhá, mà làm cái này cho em là em nói rồi cả đời. Các chị không cần phải đi nâng cơ, không cần phải. Cái máy này nó thay thế toàn bộ cái spa mà các chị. Em gọi cái máy này là cái máy spa tại nhà đấy. Đó, chị nào bị nhà bị ấy thì kéo xuống về cho em nhá. Đó, chị nào mà bị chảy xệ thì kéo xuống vầy cho em này. Kéo lên vầy, khi kéo lên thì mình mạnh tay một xíu, kéo xuống thì lướt nhẹ thôi nha. Đó, kéo lên nhẹ thôi, kéo lên mạnh này, nhẹ thôi này. Đó, rau rồng này đúng không, rau rồng này các chị. Đó, rau rồng đấy nha. Chị nào mà chưa thải độc cà phê nhé, em nói thật lòng là phải thải làm ngay đi các chị, làm một phát là thích luôn. Em 25 tuổi em biết mà em thấy sao mà mình biết bây giờ mình mới biết. Bây giờ em thấy vẫn đang còn chậm với các chị, bởi vì người mình 25 năm đã độc tố nhiều quá rồi. Mà các chị mà không còn không chịu thải độc tố nữa thì nó gây ra bệnh cho các chị đấy. Thật đấy. Nó gây ra bệnh rồi nó các chị mà bị mệt mỏi đúng không? Da các chị bị sạm nám là từ cái đó ra đó các chị, từ cái độc tố ra đấy. Chị nào bị bọng này chạy về cho em nhá. Đó, kéo lên về giữ này, đó. Chị nào bị bọng này. Mà em nói thật, tự nhiên cái hồi mà làm thải độc cà phê xong em vào đi ngủ sớm không, mà muộn nhất là 12 giờ còn không là 11 giờ em đi ngủ rồi. Đó là tự nhiên nó hết bọng, hết thâm. Rồi cái chị đang bị sụp mí mắt, nâng vầy cho em nha. Nâng vầy cho em, giữ đây 2 phút, 2 giây chứ nào. Đó, nâng vầy cho em này. Nâng từng cái khô, đầu tiên là cái đoạn đầu, sau đó là đến đoạn giữa. Rồi đó, sau đó là đến cái đoạn đuôi các chị ha. Đó, nâng vậy là nó sẽ nâng cái khung chân mày của mình lên. Cái máy này hay lắm các chị, dùng đúng một lần đầu tiên thôi. Đó, em đề môi cho các chị nửa mặt, các chị lệch mặt luôn á. Yêu giận thân, nếu anh ngộ nhận. Chúng là em làm đẹp thì cũng nhanh nè, chẳng qua em lên livestream này chứ nãy giờ em cứ à ơi vậy chứ. Chứ làm này nhanh lắm các chị ạ. Một lần làm chắc khoảng là 15-20 phút thôi à. Đó, quan trọng là đều các chị, mỗi một ngày các chị làm là đã có cho mình cái sự khác đi rồi. Chị làm mà càng da càng chảy xệ thì làm càng khác. Em thật luôn, da càng chảy xệ làm càng khác. Đó, kéo lên người nhá. Chị làm bị bọng này, bị bọng chạy về cho em nhé. Chị nào còn đang xem thì comment xuống cho em bí số 1 nha. Uh-huh.
Ok, em chạy một lần nữa nhé. Cái này mình sẽ chạy làm hai lần. Bởi vì là cái này nó của em đã hết pin rồi mà em chẳng nhớ, em có toàn quên thay không à. Đó, đơn giản lắm các chị ạ. Dễ lắm. Còn nếu mà chị nào á mà muốn mà làm trẻ hóa da tại nhà mà không tốn tiền ấy, một là các chị hãy theo dõi em, thời gian tới chắc chắn là em sẽ chia sẻ với, thực sự là em đang đọc đang đọc với lại em đang tìm hiểu á. Còn nếu mà không đợi được thì các chị tốt nhất lên trên Tiki nhé. Các chị hãy lên trên Tiki hoặc là ra nhà sách tìm mua cho em cái bộ sách có tên đó là Vũ Điệu Làn Da. Đó là phương pháp trẻ hóa không tốn một đồng của hàng triệu phụ nữ Nhật Bản. Là các chị về nhà các chị tự ngâm cứu là các chị có thể làm được nhé. Em biết được cái này em thấy rất là hay, bởi vì là em lại có thêm một cái để em có thể cho đi rồi đó, rất là thích luôn á. Đó, em đang khi mà em đang chạy như thế này á, khi mà em đang chạy như thế này á, cái gel xanh nó đang được đẩy vào bên trong. Gel xanh là cái gel mà da mình nó sẽ ngậm các anh chị nhá, nó sẽ giữ lại để nó làm trẻ hóa cái làn da của mình. Nó cái này là cái công nghệ Azelox. A là tuổi mà lốc là khóa, có nghĩa là công nghệ khóa tuổi ấy, các anh chị. Mình làm ở cái độ tuổi nào nó sẽ khóa lại cái tế bào da của mình ở cái độ tuổi đó, nó không cho cái tế bào đó nó bị già đi. Đó, nó hay là như vậy á. Đó thì trong cái này là cái công nghệ của Mỹ nha. Mỹ thì nó không phải đi đầu về làm trắng hay là dưỡng da giống như là Nhật Nhật Bản hay là Hàn Quốc đâu các anh chị. Mà nó sẽ đi đầu về cái công nghệ trẻ hóa. Đó, nói về trẻ hóa thì không một một cái thằng nào mà bằng thằng Mỹ hết á. Vậy nên là các chị lưu ý nhé. Và đồng thời nó đang hút cái gel trắng, là gel trắng nó sẽ mang theo cái sắc sắc tố da này, cái melanin này, rồi những cái mà đang gây hại cho da của mình từng ngày á, nó khiến cho da mình sạm nám tàn nhang đi á. Đó, nó sẽ được lấy ra các chị ha. Dễ lắm này, chị nào mà bị cái bên má này chạy như này cho em nha. Trời ơi, đó các chị chạy như này cho em này. Khi đi lên thì mình mạnh tay một chút, đi xuống thì mình lướt nhẹ nhàng thôi nhé. Chị Hà Bùi rất là siêng, là đẹp luôn á, rất là siêng. Mà mấy hôm nữa chị còn làm thải độc cà phê nữa thì em không biết làm sao, rất là khỏe luôn. Vừa siêng là đẹp này, dinh dưỡng cũng kỹ nữa, cũng ăn uống đầy đủ bổ sung dinh dưỡng. Đó, chị nào mà bị ở mắt này này, em thấy các chị bị vấn đề ở mắt rất là nhiều, các chị chạy và giữ về cho em ha. Đó, chạy và giữ về cho em này. Đó, chạy và giữ về cho em nhá. Cái này nhá, phải em phải ghi chú lại, nó là xong là phải đi thay pin thôi, không là cứ quên mất. Ok, xong rồi đấy, vậy là xong rồi đấy các chị ạ. Đơn giản lắm, làm cái máy này là đều đặn thôi à, mỗi một lần các chị làm nó đã khác rồi. Còn da của em thì không gì khác đâu, bởi vì da của em nó không bị nhăn nheo để sệ. Những cái chị nào mà đã bị rồi á thì các chị làm xong các chị sẽ thấy râu rồng của mình ngắn đi này, cái bên má này của mình gọn này, đó, hay là cái chỗ bọng mắt này của mình nó đỡ này. Còn ví dụ như khi mà các chị đã giống như em, da đang còn căng đẹp đúng không, hay là các chị đã đạt đến cái ngưỡng mà các chị thấy ok rồi, nếu mà được các chị vẫn nên duy trì một tuần hai lần đó. Còn cái máy rửa mặt này thì các chị chạy cho em là một ngày hai lần nhé. Máy này là một ngày rửa hai lần, trước khi rửa nên tẩy trang đi đó. Còn sau đó là cái máy này thì một tuần là hai lần, cái máy nâng cơ thôi, vậy thôi. Trời ơi, các chị mà làm như vậy không đẹp mới lạ đấy. Còn sau đó là hoặc là các chị nếu mà chị nào muốn nâng cơ tại nhà, các chị nên lấy trên dùng cho em một cái viên nâng cơ này các chị nhé. Trời ơi, cái viên nâng cơ này của em nó hết mất rồi, chứ không thì em dùng cho các chị luôn. Nếu để em chuẩn bị mua để em dùng cho các chị nhá. Viên nâng cơ này là viên nâng cơ thần thánh luôn á. Các chị dùng lên đúng một viên đầu tiên, một nửa bên mặt nó căng lên luôn á. Hay lắm. Cái hàng này nó rất là hay, công nghệ trẻ hóa của hàng đầu của Mỹ mà. Vậy nên là các chị nếu mà chị nào mà muốn tư vấn về thải độc cà phê này, hay là tư vấn về mấy cái máy này, thì các chị cứ để lại số điện thoại thôi, em Lý sẽ hỗ trợ cho các chị nhá. Đó, có thể là em hoặc là trợ lý của em sẽ hỗ trợ cho các chị. Nếu mà trường hợp nào gấp quá, đặc biệt quá thì em sẽ trực tiếp hỗ trợ cho mọi người luôn nha. Đó,
Còn chị nào mà chưa thải độc cà phê thì em khuyên chân thành luôn, bây giờ em không có nói nhiều về hiệu quả bởi vì hiệu quả đã quá rõ ràng rồi nhá. Đã rất là nhiều người dùng và cho cái kết quả rất là rõ từ cái thải độc cà phê rồi, nên là các chị tốt nhất là mình dùng luôn. Đó, mình thấy kết quả luôn chứ đừng có nghe ngóng gì nữa đó. Còn những chị nào mà quan tâm đến cái làn da của mình, nếu như mà các chị quan tâm đến cái làn da của mình đúng không, thì nó sẽ có, em khuyên các chị đó là mình hãy nên đọc sách. Thay vì các chị lên trên mạng tìm hiểu thì lên trên mạng thông tin nó nhiều vô vàn luôn các chị, không rất là nhiều, nó sẽ mình sẽ bị loạn thông tin mất. Thì các chị tốt nhất hãy lên đọc sách cho em, rèn luyện cái thói quen đọc sách, và chính trong cái lúc đọc sách cho các chị giống kiểu mình cho cái cơ thể của mình cái được cái sự thư giãn đó, được cái sự thoải mái. Bởi vì mình đọc sách thì trong sách nó chỉ có từng này thôi, chứ các chị lên trên mạng là ngó bên này xíu, ngó nghiêng bên kia xíu, riết một hồi, cầm cái điện thoại cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa làm được cái việc mà mình cần làm đó. Vậy nên các chị hãy nên đọc sách cho em nhé. Nếu như mà sách về sức khỏe các chị, em lý khuyên đó là các chị hãy đọc cho em cái bộ sách đó là Nhân tố Enzyme đó. Nhân tố Enzyme là một cái bộ sách về sức khỏe rất là tuyệt vời. Các chị đọc xong là các chị sẽ rất là khỏe mạnh luôn, không cần phải, nghĩa là những người mình đọc xong gần như là cái kiến thức của mình nó giống như bác sĩ luôn đó các chị. Rồi còn cái cuốn sách về làn da thì hãy tìm mua cho em hai cuốn sách, đó là dưỡng da trọn gói, nó sẽ nói rất là nhiều về mỹ phẩm dưỡng da, điều trị nám, tàn nhang, nếp nhăn, rồi tẩy tế bào chết, sữa rửa mặt này kia, nó họ nói rất là kỹ. Còn nếu mà về nâng cơ thì hãy tìm về cho em bộ sách này nhá. Cái cuốn này nó mỏng hơn, nó dễ đọc lắm, và trong này hình ảnh thì nó rất là sinh động luôn đó. Cái cuốn này rất là hay này, nó có những cái bài tập dành cho mặt của mình á, luyện tập cơ mặt để cho mặt của mình đẹp nhá. Trời ơi, da không gì bằng sức khỏe của mình tốt này đúng không? Da mình đẹp mà mình còn chăm sóc da để mà da của mình, trời ơi, nó không bị nhăn nheo chảy xệ thì sướng phải biết các chị ha. Phụ nữ không gì tốt hơn đó là mình có một sức khỏe tốt này. Đó, mình có giống như là mình căng tràn nhựa sống hết các chị. Là cái thứ nhất, sau đó là da của mình, và người ta gặp, người ta đoán sai tuổi của mình, đoán sai ngược lại á, đoán mình trẻ hơn tuổi thì rất là sướng đúng không? Ok ha. Rồi, cái này thì bây giờ em sẽ chùi đi luôn. Còn những cái chị nào mà cần em tư vấn hay là cần em hỗ trợ gì thì cứ để lại số điện thoại các chị nhé. Để lại số điện thoại thì em Lý sẽ hỗ trợ tư vấn cho các anh chị. Còn bây giờ thì xin chúc các chị là nói chung là có một cái sức khỏe thật là tốt này. Đó, một cái kiến thức chăm sóc sức khỏe, chăm sóc da thật là vững vàng nhá, để mà mình tự chăm sóc cho được cái làn da, cái bản thân của mình các chị ha. Và xin chúc các chị có một buổi tối thật là tuyệt vời. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các chị nha. Xin chào.